Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao kiến thức cho nữ công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự án mang tên Tôi Mạnh Mẽ đã ra đời. Từ đó tạo ra cơ hội cho hàng ngàn chị em phụ nữ được giao lưu, học tập sau giờ làm, đồng thời cải thiện được sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng lao động. Sau hơn 15 tháng hoạt động, dự án Tôi Mạnh Mẽ đang thu hút sự tham gia của hơn 5.000 công nhân may thuộc công ty may Noplan tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, các lớp học rèn luyện khả năng tự tin, nói chuyện trước đám đông và tăng cường kỹ năng tiếng Anh ngành may đang được tổ chức sau mỗi giờ làm hoặc vào các ngày cuối tuần. Trước khi mà mình tham gia dự án đó là mình chỉ biết là đi làm trong công ty ngay chỗ vị trí mình thôi, mình giao lưu chỉ một vài người trong đó, xong rồi mình đi về nhà đó, rồi xong rồi á là khi mà mình tham gia cái chương trình này á là mình đi giao tiếp rộng rãi, mình có thể gặp những cái người chuyên gia, những người luật sư, mình có thể hiểu biết thêm về rất là nhiều và mình có thể là rất là tự tin để mà mình đứng trước một cái đám đông để mà mình có thể là nói chuyện hoặc giao tiếp một bất kỳ một cái vấn đề gì đó. Bên cạnh các kỹ năng về giao tiếp, dự án còn có các buổi chia sẻ từ chuyên gia tư vấn sức khỏe, giao lưu văn nghệ, tập yoga, khiêu vũ. Ngoài ra, các nội dung về bình đẳng giới, nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý cảm xúc, giảm căng thẳng cũng góp phần tạo sự hứng khởi và lan tỏa tinh thần tích cực đến người lao động. Đối với cái dự án này thì ban giám đốc của công ty cũng rất là mong muốn có một cái sân chơi lành mạnh và mang lại nhiều cái kiến thức cũng như những cái kỹ năng, những cái trải nghiệm cho người lao động trong cuộc sống của mình cũng như là trong công việc để nâng cao cái chất lượng công việc hơn, góp phần cải thiện được cái môi trường làm việc và cải thiện được cái cuộc sống của người lao động tốt hơn so với hiện tại. Dự án Tôi Mạnh Mẽ do tập đoàn Target phối hợp cùng với tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng cùng với công ty may Noplan thực hiện. Sắp tới, các buổi tập huấn về phòng chống xâm hại tình dục, ứng dụng công nghệ thông minh sẽ tiếp tục được thực hiện và mở rộng hỗ trợ cộng đồng nữ công nhân tại các địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng.